Cái gì đây? Đây là ba cái hóa đơn để chúng em đi lắp ba bộ dàn cho kê ngày hôm nay. Đầu tiên là của anh Nguyên ở Hạ Long Quảng Ninh này, anh Bá Trường ở cũng ở Uông Bí Quảng Ninh luôn này, và anh Bắc Son ở Nam Sách Hải Dương. Và đây thì anh em chúng em đang chuẩn bị đồ đạc để đi lắp cùng một lúc ba bộ dàn này. À, tất nhiên là một đây là những cái đơn mà đi đóng cửa bưu điện nhé. Đây là đóng cửa bưu điện Uông Bí. Vì một ngày chúng em có rất nhiều những bộ dàn cần phải lên đường, cho nên là sẽ chia nhau ra. Cùng một tuyến đường thì chúng em sẽ đi cùng một chuyến xe luôn. Và đây là kỹ sư Hùng đang chuẩn bị đồ đạc để lên đường đây. À, đi cùng anh Hùng ai đấy? Cánh à? Đây, kỹ sư Cánh này nữa. Lên đường hai anh em cùng một chuyến xe. Và đây là chúng ta cùng đi ra ngoài xem là anh em chuẩn bị đến đâu rồi. Ở đây chỉ tiền hóa. Đây. Chuyến xe thì đang có rất nhiều đồ đạc luôn. Hoa này. Đây là hoa kiểu 4.000. Trồng S1200. Đây, 3 bộ này, 3 hoa trồng. Rồi đẩy đèn vang. Rồi mic không dây, lúc em mang thêm cả đồ dự phòng nữa. Cho nên là cái xe này khả năng sẽ phải trực kín để đi 3 bộ mà. Và rất là cảm ơn các bác và anh em đã yêu mến cho Hoàng Long. Địa chỉ chuyên ăn từ như mọi khi, 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và em đăng quang ngày hôm nay rất là biết ơn các bác đã dành tình cảm cho Hoàng Long cũng như là trong đội ngũ Hoàng Long chuyên ăn trong suốt thời gian vừa qua nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.